Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và ông bà một ngày mới an lành và hạnh phúc. Để tiếp nối hành trình ở khu vực Thiện Nghè ngày hôm nay, thì chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trường Sa. Trước mặt chúng ta là đường Trường Sa và cây cầu Phan Thanh Giản ngày xưa cũng là cầu Điện Biên Phủ ngày nay. Và xuôi theo con đường này, phía bên cánh trái thì chúng ta sẽ đi về quận Nhất. Và khu cầu Thị Nghè đó, đi thẳng ra Nguyễn Hữu Cảnh luôn đó, khu hãng tàu Ba Son đó. Và chúng ta nhìn thấy bên cánh phải là dãy công viên và kè cặp theo con kênh Nhiêu Lộc. Ngày hôm nay thì hình ảnh của dòng kênh Thị Nghè này mình nhìn không ra đâu hả. Và hôm nay thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, chúng ta sẽ đi về một cái con đường, đó là con đường Bùi Thị Xuân. Và video clip được thực hiện bởi sự yêu cầu của cô chú anh chị Jenny Nguyễn, có tên em Jenny Nguyễn, và muốn nhìn lại cái con đường Bùi Thị Xuân, quận Tân Bình, nơi đó có tiệm tạp hóa Thùy Linh. Tiệm tạp hóa Thùy Linh, nhưng mà anh chị không có nhắn cái địa chỉ, nên thành ra chúng ta sẽ đi từ đầu đường cho đến cuối đường. Hy vọng chúng ta sẽ nhìn ra cái tiệm tạp hóa Thùy Linh này, hoặc là Thùy Linh này. Và chúng ta tiếp tục ha, nếu mình quẹo phải là mình đi lên cầu, có đi qua con đường Điện Biên Phủ đi về Hàng Xanh đó. Và mình sẽ quẹo cánh trái đi dưới gầm cầu, để tiếp tục đi trên con đường Trường Sa. Cầu này cũng có cái gầm cũng thấp thôi, giống như mình chui vô hầm vậy đó. Chiều cao khoảng 2 mét, không cao lắm. Con đường này cũng là một trong những con đường rất là mát. Một buổi chiều ở Sài Gòn, chúng ta cùng đi đi dạo ngắm cảnh. Đối với khu vực này có rất nhiều quán nhậu, quán cà phê nè, cặp ven đường bên phải nè. Đặc biệt là những quán lẩu dê, quán ốc. Khi mà các anh chị đến Sài Gòn mà nghe bạn bè hẹn đi ra kênh Nhiêu Lộc, cầu Thị Nghè, Trường Sa, Hoàng Sa, là chúng ta biết ra đó là chỉ có nhậu với cà phê rồi hả. Đặc trưng của con đường này đây mình qua một cây cầu. Cái dãy nhà sàn ven dòng sông này, ven cái nhánh rẽ của dòng kênh Nhiêu Lộc. Đây là cây cầu Bùi Hữu Nghĩa, ngày xưa có lẽ là cầu đa cao đó. Dãy nhà sàn lúc nãy là quen quen con đường Bùi Hữu Nghĩa. Và đường Bùi Thị Xuân đâu ta, chưa tới, tí nữa. Và đây là cây cầu Bông. Ta đi con đường này là mình sẽ đi qua rất là nhiều gầm cầu. Nãy giờ mình đi cầu Điện Biên Phủ đây nè, cầu Thị Nghè nè, cầu Thị Nghè đi sau lưng, bắt đầu đi từ cầu Điện Biên Phủ, rồi cầu cầu Đa Cao, rồi qua cầu Bông,
Con đường này cũng rất là đẹp ha. Uốn lượn vòng quanh thấy có rất nhiều quán nhậu, quán cà phê nữa. Bữa nay cũng có rất nhiều công ty, rất nhiều cơ quan cũng làm cái tiệc gọi là tất niên đó. Thường thì sau một năm làm việc thì các công ty đều có một cái chương trình gọi là tất niên, tổng kết một năm hoạt động, rồi phát quà, rồi trao giải cho các nhân viên xuất sắc, cũng như tiếp đãi các đối tác. Đó, và tiếp theo chúng ta đi qua một cây cầu nữa, đó là cầu Hoàng Hoa Thám. Đó, cây cầu Hoàng Hoa Thám nè. Cây cầu Hoàng Hoa Thám ngày nay thì có lẽ đã thay đổi. Ở dưới cầu Hoàng Hoa Thám thì có cái trường mầm non. Đó, trường mầm non cũng gần đến Tết rồi nên thành ra trường cũng trang trí Tết với những cái bông mai, rồi quả dưa hấu, đòn bánh tét cho các em nhỏ. Nó có một cái chủ đề vui xuân. Và con đường này cũng là một trong những con đường chính để đi đến con đường Bùi Thị Xuân. Nếu các anh chị và các bạn đi về từ sân bay đến đây cũng rất là gần nè. Khu này là khu Phan Xích Long. Ủa sao chưa thấy Bùi Thị Xuân người ta, em có đi lộn hay không? Đây là Nguyễn Công Hoan. Mình tiếp tục đi trên đường Trường Sa nữa nha. Đường Nguyễn Công Hoan hình như chưa tới, mình đi tới tí nữa mới được. Và con đường này cũng là một trong những con đường mà xe đông vào buổi chiều trong những ngày làm việc. Hôm nay là cuối tuần nên thành ra ta thấy vắng bớt. Bên phải chúng ta có đường Hoa Phượng. Đường Hoa Phượng khu vạn hoa, hoa lan, hoa đào. Đây có một cái khu vui chơi trẻ em nữa nè. Nếu các anh chị và các bạn đã lâu rồi không về Sài Gòn thì có lẽ những hình ảnh này sẽ rất là xa lạ. Chúng ta đi nãy giờ mà chưa tới đường Bùi Thị Xuân nữa ta. Trải qua 4 cái cầu rồi ha. Vậy là nếu mà đi đúng thì trên đường này sẽ có 5 cây cầu. Cầu Thị Nghè, cầu Điện Phủ, cầu Bùi Hữu Nghĩa, cầu Hoàng Hoa Thám, rồi lúc nãy có một cây cầu nữa. Cầu Bông nữa, đúng rồi, cầu Bông nữa là 5. Bên cánh phải mình đó là khu khu miếu nổi đó. Quẹo phải là vô khu miếu nổi đó ha.
cái địa danh miếu nổi nghe cũng rất là lạ. Nghe nó cũng hơi linh thiêng, nghe hơi hóm của tâm linh. Cái miếu nổi, địa danh có từ rất xưa rồi. À, sẵn tiện cho các anh chị các bạn xem những hình ảnh ở con đường xa này luôn. Nó ven kênh, cái dòng kênh ngày nay rất là sạch sẽ, gió thổi vi vu. Ngày xưa thì đi ở con đường này thì nghe cái mùi cũng hơi khó chịu tí. Dòng kênh thì đen thui, bây giờ nước kênh xanh lại à. Đây, ta tới tí nữa nha, có đường Bồ Thị Xuân. Đường về sao xa quá. Em nghĩ nó gần nhưng mà đi nãy giờ vẫn chưa thấy tới nữa ta. Đã hơn 10 phút trôi qua. À, và một cây cầu nữa, đó là cầu Kiệu nè. Cầu Kiệu. À, qua cầu Kiệu ta tiếp tục đi trên đường Trường Sa nữa nè. À, không biết chạy xe như vậy có quá nhanh hay không. Nếu mà nhanh quá cô chú anh chị thông cảm nha, thì khu này em cũng mò đường, em cũng ít đi ở khu này nên thành ra những cái địa danh cũng như những cái con đường cũng như những đặc trưng của những con đường ở đây cũng không có nắm hết. Tại vì Sài Gòn nói lớn thì cũng không lớn mà nhỏ thì cũng không nhỏ, có rất nhiều con đường, con hẻm, cây cầu. Và ta tiếp tục qua cây cầu nữa nè. Ồ, quá trời cầu luôn. À, để em xem cầu này cầu gì nha. À, cầu Công Lý. À, cầu Công Lý nằm trên đường Công Lý ngày xưa đó, và ngày nay là cầu đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đó. Tiếp tục đi thẳng luôn qua cầu Công Lý. Cầu Công Lý ngày nay nó có lẽ ngày nay nó được làm lại rồi. Xa nha, từ quận Nhất chạy ra quận Tân Bình. Lúc nãy em định đi bộ rồi đó. Mình đi bộ chắc thực hiện cái video clip này chắc cũng dài tập á. Rất là dài, con đường này rất là dài luôn. Nãy mình nhìn bản đồ mình thấy cũng hơi gần nhưng mà thực tế thì nó cũng hơi xa. Tại giờ chúng ta bắt đầu hơi sớm không? Bắt đầu để trễ tí thì các chị và các bạn đỡ mất thời gian.
đây cũng rất là nhiều quán nhậu mà. Nguyên con đường này luôn. Buổi chiều người ta đi tập thể dục ở ven cái con kênh, dọc kênh Nhiêu Lộc mà. Để em coi bản đồ cái cho chắc ha. Sau khi đi đi nhầm lại mất thời gian nữa. Các anh chị đợi chút xíu nha. Tới tí nữa. Qua thời gian còn đường còn dài quá. Và chắc có lẽ em sẽ thực hiện con đường vừa đi xuống ở một cái video khác. Và cái video này chúng ta sẽ nói về con đường Trường Sa, đi ngang qua những cây cầu, rất nhiều cây cầu luôn. Tại vì đường tới đường Bùi Thị Xuân cũng còn rất xa nữa, rất dài nè. Đó, và trước mặt chúng ta đó là đường Lê Văn Sĩ, con đường Trương Minh Giảng ngày xưa đó. Qua cầu này là cầu Trương Minh Giảng, ngày nay là cầu Lê Văn Sĩ đó. Phía sau có những cái ngôi chùa và cái trường Đại học Sư Phạm. Nếu mình quẹo phải là đi về sân bay đó, còn quẹo trái là đi về quận nhất, còn đi thẳng là tiếp tục mình đi đến cây cầu, đi đến con đường Bùi Thị Xuân. Đến đây là khu quận 3 này nè. Từ quận nhất đi đến quận 3 rồi mới đến được Tân Bình. Ở đoạn này thì cũng rất nhiều quán ăn. Công nhận con đường này dài ghê thiệt, quá dài. Phía trước chúng ta đó là con đường Trần Quang Diệu. Nếu mình quẹo trái thì sẽ đến đường Trần Quang Đan, nhà ga Hòa Hưng. Ở bên kia sông đó. Và nếu mình quẹo phải thì sẽ đi về Phú Nhuận đó. Rồi một số hình ảnh ở con đường, một đoạn ngắn ở con đường Trường Sa, gửi cho quý anh chị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở video clip tiếp theo ở con đường Bùi Thị Xuân nha. Tại vì con đường nó tới đó cũng rất là dài nên thành ra sợ mất thời gian của chú anh chị. Chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây nha, rồi mình sẽ gặp nhau tiếp trong video sau nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, bye bye của chú anh chị và các bạn.